mày trẻ trung nhìn giống cô ta. nhìn đi ta khen mày quá trời nha. Ôi nhưng mà con phải nhớ nha là hả, cái con bé này nó thua mẹ tới 10 tuổi rồi đó. Hóa ra là cái nhan sắc này còn xúc động lòng người lắm hay sao. Ê, con bà nghe nói á, cô ta này á là mới đẻ con mẹ biển sữa. Vậy giả hoài nói chuyện đi chứ giả hoài. Cô Sa vừa mới sinh con, mà mới sinh con lại nổi tiếng hơn trước. Hay là bây giờ chúng ta mời cô Sa về làm theo theo live stream cho công ty mình đi. Chị đi làm đi ha. Cái gì mời cái gì đó chị. Cô ta là tên thiệt là Tú Anh, mà không có mời về mình làm được. Sao làm được? Đừng nói với mẹ nha, con đã từng cặp con người ta nha. Mà quay là công việc đi, công việc là công việc, còn cái chuyện kia thì mình dẹp qua bên đi. Quan trọng là nó không có năng lực. Chứ lại tự nhiên là mẹ bỉm sữa nữa mà tự nhiên kêu dạy livestream chứ độ của mình là sao? Chứ phải con ích kỷ hả? Bớt ích kỷ đi. Mẹ thấy mẹ bỉm sữa càng tốt chứ sao? Mới sinh con rất cần tiền mua sữa, mẹ mời cô ta về, mẹ ép giá cô ta. Còn con nữa, khi cô ta về đây, cô ta nhìn con, cô ta nhớ lại tình xưa, biết đâu quay trở lại với con, thương con, giảm giá cho mẹ, thậm chí mẹ cũng trả tiền luôn. Hợp tác, đôi bên cũng có lợi. Ôi, con mẹ ơi, tha cho con đi. Vì mẹ chứ bà. Anh Trần, còn nhớ em không? Tú Anh hồi xưa nè. Làm sao em quên được? Em thì làm sao quên được? Em nhớ hết kỷ niệm. Tôi và cô bây giờ chỉ là công việc thôi, tất cả giờ chỉ là quá khứ. Anh nói sao vậy? Sao mà quên được hết anh? Sao nỡ lần nào vậy? Chị. Mẹ tôi một cô kia bằng chị gì hả? Anh nói gì vậy? Em với anh đã cũ rồi mà, có còn liên quan gì nữa đâu. Thì tự nhiên bắt em phải kêu sao? Còn má hả? Chị. Em nói thiệt với chị á, đáng lẽ em không có tính nhận đâu, nhưng mà tại vì em thấy bên mình trả cách xê cũng ổn, cho nên thôi em nhín một chút thời gian của em nhận. Nhưng mà em nói chị nghe, em rất là ưa chuộng thương hiệu Việt của mình, cho nên chị mà được em làm theo quê cho thương hiệu là may mắn lắm đó nha. Không biết có may mắn không mà lâu ngày gặp lại nó béo hơn ngày trước. Cái con này nó kêu mẹ bằng con. Em lỡ lời cái miệng bậy mà. Xin lỗi chị. Giỡn thôi mà, không cần cách sáo. Quan trọng hôm nay tôi kêu cô đến đây xem mẫu live stream này. Tôi muốn cô làm y chang như cái người đó, có làm được không? Mát quá, mặc thì thích. Phải công nhận nhá, mặc một lúc lâu mới cảm được cái bộ đồ này nó tuyệt vời như thế nào. Nhá, cái vải rất là mềm này, mịn này, co giãn siêu tốt nhá. Tuyệt lắm, này mặc nó may rất là vừa với dáng người, nhưng mà lại vẫn cực kỳ thoải mái. Đẹp lắm cơ. Này nhá, tôi nói thật nha, cái bộ này mà đi ngủ ấy là chồng mê đến chết luôn. Trời đất cơ, dễ ở. Mà cái bà này bà bẩn chết luôn chị. Mà sao sức hút ghê luôn. Vậy chú mới chờ cô. Em làm được, cái này là live stream tình huống mà. Nhưng mà chị muốn em làm như vậy á thì chắc là mình phải bàn lại cách xe. Nè, cách xe hôm trước là chốt qua điện thoại rồi nha. Chị. Không sao. Tiền bạc nhầm trò gì, quan trọng là hiệu quả của công việc. Cô mập kia, cô bé kia, nếu mà cô làm nó hiệu quả, tôi sẵn sàng theo cô, được chưa? Còn nếu mà cô làm không hiệu quả, biến. Chứ đây làm gì? Làm cái đó. Xây qua chị coi con. Nhìn đi, cái bông nó ở sau lưng. Chị kéo để trước ngực.
vậy rồi nó nói sao đồ mình chật mặt lộn rồi. Chị ơi chị thông cảm, chứ tại lâu ngày em không nên sống cho nên em hình bỡ ngỡ. Em vô thay nha chút xíu à. Nè, hả? Ổn không vậy? Mới ổn không? Bà cũng lo lo chút xíu. Nhưng mà không sao, mình hãy có niềm tin. Không lao là phải sao lao. Em xong rồi nè chị. Mình làm thử đi. Dạ. Hello, Hoco. Chào mọi người. Chuyến ráng cần mở. Trời ơi, live stream bán quần áo mà nói nhảm nhí gì vậy? Anh nói ai nhảm nhí? Chị. Mẹ chứ. Thiệt luôn á. Tôi nói cho anh nghe nè, bên anh là kêu tôi theo giờ đó, mà nãy giờ là một tiếng rồi, có thử hoài vậy. Thôi thì giờ mình thử nữa, mình làm nó cũng đi cơ. Nghe. Vậy giờ bắt đầu luôn đúng không? Nhưng mà em nói chị nghe nè, bắt em làm y chang cái bài đó luôn là khó cho em lắm á. Thì giờ không cần làm giống bà, em thích làm gì làm, biết là hiệu quả công việc là được rồi. Vậy là em làm như mấy cái vlog của em đó nha. Vậy bắt đầu luôn đó. Chào mọi người. Coi cũng nhớ em ta. Dạ em nhớ mọi người nhiều lắm. Dạ dạ sếp đóng đi mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề rất là hot. Đó chính là chia tay. Vâng, bây giờ em xin nói, mọi người nghĩ sao khi mình bị chia tay? Tất cả chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi cho mình là anh ấy đã bỏ mình rồi. Anh ấy đi trong sự nghiêm cẩn và mình phải tự đặt cho mình những câu hỏi là tại sao người ta đã bỏ mình. Mình làm gì có lỗi với người ta thì người ta phải bỏ mình. Nhưng mà mình thấy là chúng ta đã quá sai lầm. Mình đặt cho mình những câu hỏi như vậy, mình cảm thấy là quý phản thời nha. Ai mình thì chị thấy gì không? Trong khi đó chúng ta có thể diễn cho mình những bộ đàm tuyệt đẹp như thế này. Đây, chúng ta có thể chọn cho mình những bộ đàm quyến rũ. Đây, vâng, hãy chọn cho mình những bộ đàm quyền quý. Để cho mình bước xuống phố, bao nhiêu người đàn ông phải ngước nhìn, nhưng họ có cơ hội được tiếp cận mình. Đây, em xin giới thiệu bộ đầm màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự nho nhã, nhu mì. Khi mình đi xuống phố sẽ làm cho mình thêm tự tin. Dạ vâng. Dạ, hãy chốt đó. Dạ, sao đâu? À, Thu Hà. Dạ, chị chốt. Dạ, mấy cái gì? À, 6 cái gì hả? Dạ rồi, 6 cái. Em có 6 cái cho chị. Sai. Sai, biết là có chị yên tâm. Cái này là hàng treo thôi, có. Dạ rồi, chị cứ nhắn địa chỉ xuống khỏi nhà em chốt lên nha. Dạ rồi, chốt cho chị chốt hoài 6 cái. Sai, biết là... Dạ vâng, em có một kiểu mới nữa. Đó. Đây. Đây là một loại đầm bông. Dành cho những người nào mà đang thông tin, mà đang cảm thấy rất là đau, không thể chịu được cái cảm giác này nữa, thì mình hãy chọn cái đầm này cho em. Dạ vì giải phóng, nhẹ mát, mình hãy để cho cơ thể của mình hòa vào thời tiết, cái lạnh se se để quên đi cái mùa đông băng giá người ta đã đem lại cho mình. Quên đi mấy anh chị ạ. Mình quên đi mấy chị. Đây, hãy chốt đơn cáo đi cho em nha. Dạ, cái đầm này rất đẹp. Dạ, chốt đơn. Dạ rồi, chị thu hoài vậy. Chốt cho chị thu hoài vậy rồi. Hai cái hả chị? Dạ. Inbox có địa chỉ cho em nha. Dạ, em còn nhiều lắm. Đây, em còn kiểu này nữa. Em còn kiểu mới này nữa. Dạ, yên tâm, nhiều kiểu lắm. Dạ. Chờ em cho em có điện thoại nha. Alo, tôi nghe bộ. À, đi chơi được. Sao? Chia tay. Trời đất ơi. Phụ nữ hiện đại không ngại chia tay. Nhớ gì chưa? Được rồi, chiều nay gặp. Thấy chưa? Bây giờ mình là phụ nữ hiện đại rồi. Ngại gì chia tay? Hãy trưng diện lên cho em. Hãy chọn những bộ đầm thiệt là quyến rũ này. Quá quyến rũ mấy anh chị à. Trời ơi, đầm xách nách này rất hiếm bên shop em. Dạ, chỉ có 2 size thôi. Chốt đơn giùm em nha. Dạ rồi, inbox có địa chỉ, bên em sẽ chốt đơn liền. Dạ rồi, còn rất nhiều cho cái đầm xinh xắn này nữa đây ạ. Đây, mấy anh nào mà đang có giờ mua về cho vợ mặc. Nhưng mấy chị nào mà chia tay rồi, mua về mặc diện độ lên. Đây là mã số 03 nha mọi người. Đầm khớp, à cái này là liếp chắc liếp 03. Dạ rồi, dạ còn nhiều lắm. Dạ đây, dạ. Dạ đây, dạ còn đây. Dạ cái này là mã số 05 nha. Dạ, cứ ghi vô cho em. Chốt đơn cho em nha. Em sẽ, dạ có địa chỉ, em chốt đơn liền. Dạ rồi, cứ để lại số điện thoại địa chỉ nha mọi người. Dạ rồi, bây giờ xin kết thúc đơn em nha. Chào mọi người. Yeah.
con à? Hình như bé này nó thường xuyên bị bỏ rơi hay sao? Nó live stream thất tình hay quá. Cô đã làm gì nữa? Chuẩn bị hợp đồng, nâng giá cả cho poster. Em thích làm gì với chị? Thích làm gì chứ? Em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến live stream. Không có chi. Giờ này sao? Cuộc sống em ổn không? Thì cũng bình thường. Chứ anh nghĩ làm sao? Chứ anh nghĩ là chia tay anh xong em sẽ lưu luyến anh hả? Không có đâu. Đúng là đàn ông tệ hại. Sao em lúc nào ngày xưa tới giờ cũng không bỏ cái tật đó vậy? Bỏ cái tật gì? Ủa, ý là cái gì? Trời ơi, anh với tôi đâu có cái gì đâu. Tôi nói thiệt là anh y như ngày xưa luôn, anh không có khác gì hết á. Tôi qua đây tôi làm việc với anh mà nãy giờ anh cứ anh chơi bai tôi hoài, anh cứ nói tôi là cái tập này tập kia, anh nói tôi xàm, anh nói tùm lum tà lá hết trơn. Tôi nhịn lắm á anh, tôi là một người lịch sự, tôi không có lớn tiếng, tôi không có to tiếng với ai hết á. Tại vì tôi không nhịn được anh nữa, anh con người anh quá kỳ cục luôn. Thôi, mình xong việc rồi, tiền cũng đã nhận rồi, mời cô về cho. Anh đuổi tôi không? Mời về.